tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đông nhi ông Cao Thắng trốn con, khoe ảnh tình tứ vào ngày đặc biệt khiến dân tình phải ghen tị. Nói đến cặp đôi hạnh phúc của làng giải trí Việt giúp khán giả tin tưởng vào tình yêu, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay tới vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng. Mới đây cả hai vừa đăng ảnh tình tứ khiến cư dân mạng ganh tị với cặp đôi đáng yêu này. Đông Nhi ông Cao Thắng khoe ảnh tình tứ bên nhau. Trên trang cá nhân của mình, Đông Nhi đăng tải hình ảnh cô đang tựa vào vai của ông Cao Thắng vô cùng hạnh phúc. Nữ ca sĩ viết, chấn động thứ 6 ngày 13, phát hiện Mai Hồng Ngọc mặc áo ông Cao Thắng, còn Đông Nhi và Yên Nhi mặc gì? Ngay lập tức, ông Cao Thắng liền có động thái trên mạng xã hội. Anh chia sẻ khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào của hai vợ chồng. Bố Winnie viết, thứ 6 ngày 13, Moa Moa Mai Hồng Ngọc. Cặp đôi khá hào hứng với thứ 6 ngày 13. Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi Nhi Thắng được khán giả đặc biệt quan tâm. Nhiều người dành lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ với sự viên mãn của hai vợ chồng. Một số bình luận của cư dân mạng. Anh chị đáng yêu quá, nhìn ảnh này thấy rõ tướng phu thê của hai người luôn nè. Mê cặp này quá đi, ăn cậu lương mà vẫn cảm thấy vui lắm má, hạnh phúc ngập tràn luôn. Xem hình ảnh của hai anh chị và bé Winnie mà như được tiếp thêm năng lượng cho ngày mới vậy đó. Mới sáng ra đã được ăn cơm chó, thứ 6 ngày 13 mà hạnh phúc như này thì đâu còn gì là đáng sợ nữa. Một số bình luận của khán giả. Được biết, cả hai người đều vô cùng yêu thích con số 13 bởi cặp đôi có khá nhiều ngày kỷ niệm đặc biệt xoay quanh con số này. Điển hình như ngày sinh nhật của Đông Nhi là 13 tháng 10, còn ông Cao Thắng là 13 tháng 1. Ngày yêu nhau của bố mẹ Winnie là 1 tháng 3, 2009, cũng có liên quan khi đều có số 1 và 3. Vì vậy, 1 phần 3 hàng năm là ngày kỷ niệm chuyện tình yêu của đôi vợ chồng này. Ngày 1 tháng 3 vừa qua cũng chính là kỷ niệm 12 năm bên nhau của cặp đôi. Còn nhớ lúc ấy, ông Cao Thắng đã viết trên trang cá nhân của mình rằng mừng ngày chúng ta gặp nhau. Ngay sau đó Đông Nhi cũng dành lời ngọt ngào cho ông xã 12 năm một tình yêu. Cả Đông Nhi và ông Cao Thắng đều rất thích số 13. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của một fan lâu năm cho biết, Đông Nhi còn đặc biệt thích thứ 6 ngày 13 vì dù mọi người nói là ngày xui xẻo, nhưng đối với cô, đó lại là một ngày may mắn. Người hâm mộ còn tiết lộ rằng vì nữ ca sĩ yêu thích số 13 nên ông Cao Thắng từng chi 13 tỷ đồng để mua xe hộp sang trọng tặng cô. Không chỉ vậy, cặp đôi còn chọn đúng ngày 13 để đi chụp ảnh cưới tại nước ngoài. Còn nhớ vào ngày này của 2 năm trước, 13 tháng 8 2019, Đông Nhi ông Cao Thắng đã cùng nắm tay nhau sang Úc để thực hiện bộ ảnh cưới tuyệt đẹp. Ảnh cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng được chụp vào đúng ngày này của 2 năm trước. Chưa dừng lại ở đó, bé Winnie ra đời vào ngày 26 tháng 10, sinh nhật giọng ca ngọt ngào ngày 13 tháng 10, nếu trừ ra sẽ cách nhau đúng 13 ngày. Quả thật đây là một sự trùng hợp thú vị của gia đình Nhi Thắng đối với con số 13. Gia đình nữ ca sĩ có sự trùng hợp thú vị đối với con số 13. Có thể nói, Đông Nhi ông Cao Thắng là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Kể từ khi bé Winnie chào đời, sự viên mãn của gia đình này càng khiến khán giả ngưỡng mộ hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.